Phương của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, cứ hàng năm vào đầu tháng 11 thì cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới đều tổ chức buổi lễ giỗ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Và năm nay tại vùng Dallas Fort Worth thì buổi lễ giỗ tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ được tiến hành vào ngày mùng 6 tây tháng 11 tại hội trường Sway, thành phố Dallas. Và bây giờ Thu Hương xin kính mời quý vị hãy cùng theo dõi phần hội luận của ban tổ chức buổi lễ giỗ cố tổng thống Ngô Đình Diệm tại vùng Dallas Fort Worth. Và Thu Hương xin trân trọng giới thiệu ông Trần Công Chánh là trưởng ban tổ chức của buổi lễ giỗ năm nay, thưa ông. Xin kính chào Thu Hương cũng như kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương của đài SBTN. Và Thương cũng trân trọng giới thiệu ông Hoàng Lộ là một thành viên nòng cốt của ban tổ chức buổi lễ giỗ cố tổng thống Ngô Đình Diệm hàng năm tại vùng Dallas Fort Worth. Chào ông Hoàng Lộ. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài SBTN và chào cô Thu Hương. Dạ vâng, mở đầu thì Thu Hương xin mời ông Hoàng Lộ có thể chia sẻ về chương trình tổng quát năm nay của buổi lễ giỗ tại vùng Dallas Fort Worth, thưa ông. Vâng, xin thưa với quý vị, tôi xin sơ lược qua cái chương trình cho ngày lễ giỗ năm thứ 53 của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thứ nhất là nghi thức khai mạc. MC tổng quát là cô Thu Hương và anh Ngọc Minh, là hai người của xướng ngôn viên của đài 1600 AM. Cái đó là rước di ảnh cố tổng thống do võ sư Nguyễn Tiến Hóa phụ trách cùng các đoàn thể như Võ Đường Việt Võ Đạo, Hội Hướng Đạo Diên Hồng, Ban Thiện Nguyện, cô Hoàng Lan và Ban Tế Lễ của Hội Bình Định. Và sau cùng là Ban Tổ chức. Nghi lễ rước quốc quân kỳ và chào cờ Việt Mỹ là do Liên Hội với lại MC anh Nguyễn Lan. Đọc tiểu sử cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là do bà Liên Bích của đài Dallas Vietnamese Radio. Kế đến là nghi thức lễ dỗ cổ truyền do Ban Tế Lễ của Hội Bình Định phụ trách. Phần thuyết trình và phát biểu cảm tưởng thì chúng tôi giới thiệu là diễn giả của chủ đề năm nay là Tổng thống Ngô Đình Diệm với chủ quyền đất nước. Diễn giả là một em giới trẻ mà em cũng đã có những nhiều bài viết đối với các cái hội đoàn ở Dallas Fort Worth này và chiếm được rất nhiều cảm tình của quý đồng hương. Và em đó là cháu Bảo Vinh. Phát biểu cảm tưởng sẽ do một nữ trẻ, tức là cháu Quỳnh Giao, sẽ chia sẻ suy nghĩ của giới trẻ về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, so sánh thời kỳ hưng thịnh của đất nước dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm và hiện tình đất nước hôm nay. Về phần phỏng vấn, sẽ phỏng vấn trực tiếp hai vị quan khách trong buổi lễ về suy nghĩ của họ đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mời họ chia sẻ về trách nhiệm ngày nay của người dân Việt khắp nơi với Tổ quốc và dân tộc. Phần này cũng sẽ do MC Thu Hương đảm trách. Phần thắp hương trước bàn thờ lễ dỗ cố Tổng thống sẽ do tất cả quý vị quan khách cũng như là quý đồng hương sẽ lần lượt lên để thắp cho ngài một nén hương. Chúng tôi cũng không quên giới thiệu cùng quý vị, sau đó thì sẽ có một buổi tiệc trà thân mật cũng như là thưởng thức cái chương trình văn nghệ do sân khấu nhỏ Huy Hạnh sẽ diễn tả qua những chủ đề và những cái ca khúc tình tự dân tộc. Và chúng tôi sẽ dự trù bế mạc vào lúc 5 giờ. Xin kính chào quý vị. Vâng, cảm ơn ông Hoàng Lộ. Và thưa ông Trần Công Chánh, Thu Hương muốn hỏi ông cái câu này. Phải nói là trải qua 53 năm rồi, thì kể từ ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm mất đi, thì tại sao mà chúng ta vẫn cứ phải tổ chức buổi lễ giỗ hàng năm của ông, hàng năm, thưa ông, xin ông chia sẻ.
Cảm ơn, thứ nhất cảm ơn cô Thu Hương. Kính thưa quý vị khán giả của đài SPTN, đối với người Việt Nam của chúng ta, sống với cái triết lý Đông Phương, hiếu thảo, hiếu đễ, thờ kính ông bà, sống mà kính trên nhường dưới, đó là cái triết lý sống của người Đông Phương chúng ta nói chung và người Việt Nam của chúng ta nói riêng. Khi còn sống thì phải siêng năng thăm viếng cha mẹ ông bà của chúng ta, hỏi han và kính trọng. Khi chết đi thì cứ đến hàng năm vào cái ngày giỗ thì tất cả con cháu tề tựu lại để mà nhớ lại cái vị đã khuất ông bà của chúng ta, đã khuất, để tỏ lòng tôn kính và biết ơn những vị bề trên của chúng ta. Đối với cố Tổng thống Ngô Đình Diệm còn hơn thế nữa, vì Ngài là một vị nguyên thủ quốc gia, Ngài là một vị chí sĩ đã sống cho quê hương, chết cho đồng bào. Ngài đã vì quốc gia dân tộc mà bỏ quên chính bản thân của mình. Ngài đã chết, Ngài đã nằm xuống. Thì đến ngày giỗ của Ngài, không riêng gì gia đình của Ngài thôi, nhưng mà toàn dân thiên hạ của quê hương đất nước Việt Nam, những người mà đã nhận ra được công ơn của Ngài đã dựng đất nước nền đệ nhất Cộng hòa như thế nào, thì tất cả sẽ tề tựu lại hàng năm ở khắp nơi để dỗ và nhớ đến Ngài. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là một cái cơ hội cho tất cả mọi người chúng ta tề tựu lại quanh bên cái nén hương bay lên tới hương hồn của cố Tổng thống. Thì khi mà tề tựu như vậy là đó là một cái cơ hội để chúng ta có thể lật lại những trang sử, để chúng ta tìm hiểu về con người thật của cố Tổng thống, để chúng ta noi gương và bắt chước. Ngài là một chí sĩ đã sống cho quê hương và chết cho đồng bào, cho đất nước. Đó là một cơ hội. Và cái lý do thứ ba nữa mà chúng tôi muốn tổ chức cái ngày lễ giỗ cố Tổng thống cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm hàng năm là để tạo một cái cơ hội cho chúng ta đặt lại câu hỏi cho chính mình là chúng ta phải làm gì để với cái hiện tình đất nước hiện tại của chúng ta, và đồng thời chúng ta phải làm gì cho con cháu của chúng ta để con cháu của chúng ta không bị mất gốc, không bị quên lãng cái tiếng gọi Việt Nam, và nhất là vị Tổng thống mà là một nhân vật, là một người mà chúng ta từ lớn đến bé cần phải học hỏi cái tấm gương đó để sống cho đất nước và hy sinh cho đất nước của mình. Đó là ba lý do mà ban tổ chức chúng tôi muốn tổ chức ngày lễ giỗ hàng năm tại Dallas Fort Worth này, dựa trên ba lý do đó, thưa cô Thu Hương và thưa quý vị khán giả của đài SPTN. Vâng, cảm ơn ông Trần Công Chánh. Và nhân đây thì xin ông nói rõ về cái chủ đề của buổi lễ giỗ năm nay tại vùng Dallas Fort Worth, và vì sao chúng ta đặt tên cho chủ đề của buổi lễ giỗ năm nay như vậy, thưa ông? Vâng, cảm ơn cô Thu Hương và cũng như cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Chủ đề cho năm nay là Tổng thống Ngô Đình Diệm với chủ quyền đất nước. Tổng thống Ngô Đình Diệm với chủ quyền đất nước. Thưa, tại sao lại lấy cái chủ đề này? Là vì khi chúng ta nhìn vào quê hương chúng ta, nhìn về quê hương xứ sở chúng ta, hiện tình đất nước ngày nay chúng ta thấy như thế nào? Biển đảo chúng ta mất dần, lãnh thổ chúng ta bị gọi là ngoại bang phía Bắc đã gặm nhấm gần hết, gọi là họ đã đưa cả chính người của họ vào trong quê hương đất nước của mình, rồi họ sống trên quê hương đất nước của mình và họ làm như là đất nước của họ, chủ quyền dường như là họ cho rằng của họ. Đó là cái hiện tình hiện tại của quê hương đất nước của chúng ta. Cho nên ban tổ chức chúng tôi suy nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó để kết hợp lại cái dòng tư tưởng của cố Tổng thống với cái hiện tình đất nước mà chính cố Tổng thống là người đã xả thân suốt cả cuộc đời của mình để mà bảo vệ đất nước. Thì cái chủ đề là Tổng thống Ngô Đình Diệm với chủ quyền đất nước. Và chúng ta nhìn thấy cái lý do hiện tại bây giờ là quê hương đất nước của chúng ta như vậy. Riêng đối với cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, tại sao lại nối kết cái tư tưởng của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm với cái hiện tình đất nước? Thưa, tôi xin đơn cử ra ba cái dữ kiện lịch sử, có rất nhiều nhưng mà tôi chỉ đơn cử ba thôi. Thứ nhất đó là năm 1954, khi Tổng thống Ngô Đình Diệm về nước với tư cách là một thủ tướng lúc bấy giờ. Mà cái đất nước Việt Nam của chúng ta năm 1954 lúc đó nó hỗn loạn lắm, rất là hỗn loạn, và chẳng bao lâu, khoảng 2 năm sau thì thủ tướng là tổng thống nền đệ nhất Cộng hòa của chúng ta là Ngô Đình Diệm đã
đổi tên cái dinh Norodom thành lại cái dinh Độc Lập, là từ nơi đó phát sinh nền độc lập cho quê hương đất nước của chúng ta. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai mà tôi cũng muốn được nêu ra đây, đó là năm 1954, Hiệp định Geneva, là cái hiệp định mà ngăn chia đất nước. Tổng thống Ngô Đình Diệm hoàn toàn chối từ và bác bỏ và phản đối việc ký cái hiệp định đó. Tại sao? Tại vì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã nhìn thấy rằng chủ quyền đất nước mà nếu ta không giữ được trọn vẹn lãnh thổ của chúng ta, đất nước bị chia đôi, phía Bắc thuộc về Cộng sản quốc tế, còn phía Nam thì thuộc về Pháp, đô hộ của chúng ta. Thì cái cơ hội là Cộng sản quốc tế cũng như Cộng sản miền Bắc và Trung Quốc sẽ lần chiếm miền Nam của chúng ta dựa vào cái chính nghĩa, nếu chúng ta không là người chủ, cũng như chúng ta không làm chủ được đất nước của chúng ta, thì họ dựa vào đó để họ tấn công mình. Cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm đã dứt khoát không có làm điều đó, dứt khoát phản đối việc ký cái Hiệp định Geneva đó. Đó là cái lý do thứ hai mà cho thấy rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm dứt khoát phải giữ cái chủ quyền đất nước của mình. Rồi một cái sự kiện kế tiếp là sự kiện thứ ba của lịch sử nữa, là năm 1961, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra một sắc lệnh. Và sắc lệnh đó là đối với đảo Hoàng Sa đã thuộc về Thừa Thiên, nhưng mà ngài ký cái sắc lệnh để chuyển nó về bên Quảng Nam, đổi thành về thuộc về bên Quảng Nam. Thì cái sắc lệnh đó đã cho chúng ta thấy rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc đó đã quan tâm đến biển đảo, và biển đảo Hoàng Sa đã là của Việt Nam, và Tổng thống đã qua cái sắc lệnh đó đã chứng minh đó là của Việt Nam của chúng ta. Thưa, đó là ba cái dữ kiện lịch sử mà tôi xin đơn cử ra để nói rằng chủ đề Tổng thống Ngô Đình Diệm với chủ quyền đất nước nó liên hệ trực tiếp đến cái sự việc đang xảy ra Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như các lãnh thổ Việt Nam của chúng ta đang từ từ bị Trung Quốc lấy đi. Dạ, xin hẹn. Cảm ơn phần trình bày rất là chi tiết của ông Trần Công Chánh. Vậy thì thưa ông Hùng Hoàng Lộ, ông có muốn bổ sung thêm ý gì không ạ? Dạ, như quý vị đã biết, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị mà diễn giả là một người giới trẻ. Anh sẽ nghiên cứu kỹ càng về cái đề tài này. Tuy nhiên, có một vấn đề mà có lẽ chúng ta nên so sánh về cái chủ quyền của đất nước thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngài đã bỏ và hy sinh cả cái mạng sống của mình để giữ cái chủ quyền của đất nước đó. Nhưng so sánh với chế độ Cộng sản bây giờ, quý vị nhìn vào về cái biên giới đất liền, cái địa lý của nước ta là tổng cộng là 325.000 cây số vuông, mà hiện giờ bây giờ ở cái bản đồ quốc tế chúng ta chỉ còn là 310.000 km vuông, tức là chúng ta đã mất 15.000 km vuông. Và ngay bây giờ trong cái thời đại này, chúng ta thấy cái hiện tượng Formosa, họ chiếm như vậy mà chúng rồi các khu rừng dọc theo biên giới miền Bắc cũng như là miền Nam, dọc theo dãy Trường Sơn, người Trung Quốc, Trung Cộng họ đã thuê mướn từ 50 năm đến 70 năm, và đặc biệt là chúng ta sẽ không được lai vãng đến đó. Chủ quyền chúng ta đã mất, chúng ta đã mất chủ quyền ngay tại quê hương chúng ta. Xin chào quý vị. Vâng, cảm ơn ông. Và thưa quý vị, nhìn vào lịch sử Việt Nam, chúng ta thấy là tại sao đất nước Việt Nam của chúng ta lại phải trải qua rất là nhiều biến cố, đau thương và lúc nào cũng bị đe dọa bởi ách xâm lăng của Trung Cộng. Ngày giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm hàng năm nhắc nhớ cho chúng ta nhớ lại cái thời kỳ thanh bình của đất nước Việt Nam. Và trong cái tình hình hiện nay của đất nước chúng ta thì chúng ta, đây cũng là cái dịp mà chúng ta cần phải suy nghĩ là trách nhiệm của mỗi người con dân Việt đối với quê hương, đối với Tổ quốc. Cảm ơn ông Trần Công Chánh, ông Hoàng Lộ hôm nay đã đến để chia sẻ, và mời ông Trần Công Chánh, ông có thể đúc kết chương trình ngày hôm nay thưa ông. Dạ thưa, cảm ơn cô Thu Hương, và dạ thưa, mùng 2 tháng 11 là chúng ta nhớ đến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, và song song với việc đó là chúng ta cũng nhớ đến quân dân cán chính và đồng bào cũng đã vị quốc vong thân. Đây là một cái cơ hội cho chúng ta, những người yêu chuộng hòa bình, tự do, yêu chuộng quê hương đất nước của chúng ta, tổ tiên của chúng ta, nguồn cội của chúng ta, để chúng ta
có cơ hội cảm ơn các vị anh linh đó đã nằm xuống để gìn giữ quê hương đất nước cho chúng ta có ngày hôm nay. Và cũng là một cơ hội cho chúng ta nhìn lại chính chúng ta, nhìn lại dòng lịch sử và nhìn vào quê hương đất nước của chúng ta ngày hôm nay để chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta phải làm gì để sống lại cái tinh thần yêu nước của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả của đài SBTN và đặc biệt cảm ơn đài SBTN Texas đã cho chúng tôi có cơ hội được hội luận ở đây với quý vị. Dạ vâng, thương xin nhắc lại là buổi lễ dỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ở vùng Dallas Fort Worth sẽ tổ chức vào Chủ nhật ngày 6 tháng 11 tại hội trường Sway, thành phố Dallas. Và Thu Hương cũng xin kính chúc buổi lễ dỗ của Tổng thống Ngô Đình Diệm năm nay được thành công tốt đẹp. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thu Hương xin chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị khán giả.